Sáng nay đông chưa? Đông lắm. Rất là nhiều luôn. Thậm chí là người ta kéo rào lại luôn. Người ta kéo rào lại để bán bớt lại. Bán bớt lại. Đây quý vị nhìn này. Đấy, để cái lỗ nhỏ nhỏ thôi. Kéo cái rào lại. Kéo rào là để cái lối nhỏ nhỏ thôi. Mọi người đi từ hướng này đi vô, đổ xăng xong rồi đi cái hướng kia đi ra. Đó, cái này mà xe hơi vô là phải đổ luôn đó quý vị. Hôm nay thời tiết rất là đẹp quý vị. Trời nắng cao, trong xanh, không có u ám như là những hôm trước. Giờ 9 giờ mà nắng cao quý vị. Chúng ta ra tới khu vực ngã ba Tam Hiệp nè. Đây, tới đây thì rẽ tay phải thì quý vị sẽ đi ra Bùng Binh Tam Hiệp. Tay trái thì vào lại Biên Hòa. Cũng sẽ rẽ tay phải này nhé. Và cũng sẽ đi qua hướng chợ Tam Hòa, hay còn gọi là chợ Bùi Thái. Xem hôm nay tình hình như thế nào quý vị. Đây, ngay chỗ này cái đèn đỏ này, tranh thủ sẽ đi vào nha. Đây, cái hẻm ở đây là chúng ta đi vào chợ Tam Hòa. Đấy, từ ngoài đường Phạm Văn Thuận chúng ta đi vào bên trong chợ Tam Hòa. Và đây cũng là cái đường để quý vị đi vào bên trong nhà thờ giáo xứ Bùi Thái. Ồ, chợ hôm nay có vẻ vắng quá vậy. Chợ hôm nay có vẻ vắng quá. Không có đông như mấy lần trước. Có vẻ là đầu tuần mọi người không có đi chợ mấy. Chỉ có đi chợ để mua nhu yếu phẩm hàng ngày thôi. Đi qua cây cầu này. Rồi hành. Hành rau. Chợ Tam Hòa này thì ở bên phía bên trong khu ký ốt rất là rộng. Nhưng mà Phú không có đi vào, Phú chỉ đi cái con đường chính này thôi. Đi sâu bên trong rộng lắm. Đấy, ở đây bắt đầu đông nè. Mọi người dừng lại mua đồ là đông ngay. Bên phía tay phải này là khu ký ốt này. Đó, đi sâu bên trong rất là rộng. Đi ở bên trong hay bị kẹt xe lắm, không có đi xe được. Nên là Phú không có vô. Muốn đi vô thì chúng ta phải đi bộ vô. Cá, tôm, cua, cá. Đấy, đây là khu chợ chính này nè. Khu ký ốt chính của chợ Tam Hòa. Còn ở khúc ngoài là người ta bán kéo dài ra thôi. Đây quý vị, khu ký ốt chính của chợ Tam Hòa đây. Con đường hôm nay thì nó vắng. Khu bên trong chợ cũng không có đông lắm. Đi thẳng cái đường này là chúng ta đi vào bên trong nhà thờ giáo xứ Bùi Thái quý vị. Cứ đi dạo vòng vòng ở đây cái khu vực Lăng Bùi, quay cho quý vị xem. Cái đường này thì chúng ta lại đi ngược xuống Bùi Vĩnh, rồi Bùi Hiệp, Bùi Hưng. Ai cha, con đường này cũng lâu lắm rồi Phú không có đi. Hôm nay đi lại nó xấu quá quý vị. Đường nó xuống cấp quá trời luôn. Cái thời gian vừa qua mưa bão nhiều, đường nó bị ngập nước nhiều, nên là
thực sự là đi con đường nào cũng thấy bị ngập úng hết, rồi con đường nào cũng bị xuống cấp hết, nhất là những con đường ở trong xóm này thường thường là hay có những cái rãnh nước chảy, rồi cái hố này kia đó, thì nó hay bị đọng nước lại, dẫn đến tình trạng là đường rất là nhanh bị hư khi mà bị ngập nước. Con đường này nó xuyên suốt đi từ chợ Tam Hòa xuống tới Bùi Hiệp luôn quý vị. Những cái đường này mà xe hơi đi vô một cái là cứng ngắc liền, ngay chỗ cổng nhà thờ giáo xứ Bùi Vĩnh. Đây là nhà thờ giáo xứ Bùi Vĩnh này quý vị. Phú nhận thấy có vẻ như là nhà thờ người ta vừa mới sơn lại, cái màu sơn trắng rất là mới vậy. Hồi trước thì tôi nhớ là cái màu sơn vàng cơ, cái màu sơn vàng giống như kiểu là quét vôi á. Bây giờ là có vẻ là người ta vừa mới sơn lại rồi. Cái sân nhà thờ cũng vậy, có vẻ là mới dán gạch lại quý vị, rất là mới luôn đó. Mấy tháng không đi lại cho nên là nhìn nó rất là lạ. Anh có thấy không? Nhà thờ Bùi Vĩnh. Rồi Phú đi tiếp nha. Nhà thờ Bùi Vĩnh thì không có xây lại, nhưng mà người ta chỉ tu sửa lại như vậy thôi. Hiện tại bây giờ thì hầu như các khu thánh đường, các khu nhà thờ khu vực phường Tân Mai và Tam Hiệp này thì tôi thấy là không có xây mới lại, không có xây mới lại, nhưng mà người ta tu sửa lại. Đây, qua đường này bánh bao nóng hổi, bởi vì nhà thờ thì cũng cũ và xuống cấp, nhưng nếu mà so với những nơi khác thì vẫn còn rất là tốt. Cho nên là không có xây lại mà chỉ là tu sửa lại thôi. Con đường này là đi từ Bùi Vĩnh xuống Bùi Hiệp, lang thang ở đây, và tí nữa đi xuống khu chợ quận hay gọi là chợ Tam Hiệp bây giờ, quay cho quý vị xem em hôm nay có gì thay đổi hay không. Cái điều thay đổi lớn nhất là khi mà đi vào những con hẻm thế này là quý vị thấy dân cư người ta xây nhà rất là nhiều. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên. Ai cũng xây nhà, xây rất nhiều. Đây, chỗ này là chúng ta tới cổng nhà thờ giáo xứ Bùi Hiệp rồi, có nghĩa là đi vào khu vực dân cư giáo xứ Bùi Hiệp. Giáo xứ Bùi Hiệp thì tôi thấy vẫn vậy, không có gì thay đổi. Đi thẳng cái đường này xuống luôn thì chúng ta đi xuống giáo xứ Bùi Hưng và khu chợ quận, chợ Tam Hiệp. Đây quý vị, khu rẽ trái này. Rẽ trái này chúng ta đi xuống chợ quận ha. Đây là
khu chợ quận này, bây giờ gọi là chợ Tam Hiệp. Chợ này thì nhỏ thôi nhưng mà cũng nhộn nhịp lắm. Đây, cô đi xuống cái đường vào chợ luôn. Ngày thường này thì thường thường là chợ không có đông, chợ vắng, cho nên có thể chạy xe được. Như những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ thì đông lắm, khó chạy xe vào bên trong. Muốn đi vào thì phải đi bộ, đi xe vào kẹt đường, người ta chửi. Quý vị có thể thấy là chợ người ta buôn bán thì đông nhưng mà ít người đi chợ, chợ vắng, người bán thì nhiều, người mua thì ít. Tại vì những cái ngày thường này đa số là bà con đây chợ người ta mua đồ ăn thôi, đồ ăn trong một ngày, đồ ăn trong một ngày mua về nấu ăn thôi. Còn những cái đồ dùng khác thì thường thường là những cái ngày nghỉ cuối tuần, người ta nghỉ làm, người ta đi mua, nó có nhiều thời gian mua hơn. Cho nên những ngày thường này vắng quá vậy. Chúng ta đi hết cái chợ quận rồi, ra tới bên ngoài đường Phạm Văn Thuận. Khu vực chỗ này là vẫn thuộc phường Tam Hiệp quý vị ha. Tôi sẽ rẽ qua cái đường bên tay phải này. Cái đường bên tay phải này là đường Đoàn Văn Cự. Đi vào cái đường này là mọi người hay quen gọi là đi vào cái đường BTS. Ở trong này có công ty BTS nổi tiếng Biên Hòa từ xưa đến giờ. Bây giờ thì người ta làm lại con đường này, người ta đặt tên là đường Đoàn Văn Cự. Đường rất là đẹp, mới trải nhựa lại, ngon lành. Xe hơi chạy ngon luôn. Trước đường xấu lắm. Bên phía bên tay trái quý vị có thể thấy đây là cái khu đất của công ty BTS đó. Thì BTS rộng lắm. Bây giờ làm là cái bãi để xe luôn này. Bây giờ mà ai có đất trống mà để cho những người người ta có xe hơi, người ta gửi hàng tháng cũng được quý vị. Đó là cách mà kinh doanh dễ nhất, chả mất mát gì. Đây, xe rẽ qua tay trái nha, đi thẳng thì quý vị đi lên giáo sứ Trinh Vương. Rẽ qua đây chúng ta đi ra khu Long Châu hồi xưa, cắm Long Châu hồi xưa, giờ gọi là đường Lý Văn Sâm. Công ty BTS đây quý vị. BTS là một trong những công ty rất là lâu đời ở Biên Hòa. Wow, bất ngờ chưa quý vị ơi, công ty xe máy VMEP. Khúc này giống như có vẻ bỏ hoang như ta, giống như không còn hoạt động nữa vậy, vắng quá, rất vắng quý vị. Công ty xe máy VMEP SYM, SYM VMEP là một cái thương hiệu mà khá là gần gũi với lại thị trường Việt Nam, công ty của Đài Loan. Ai cũng nhìn có vẻ như là đóng cửa rồi quý vị, giống như là không làm nữa hay sao. Có nhiều công ty bây giờ người ta rút ra khỏi Việt Nam, người ta không đầu tư ở Việt Nam nữa. Đấy, do làm ăn ở Việt Nam không được.
hướng bên này chúng ta chạy đi qua bên khu Đà Minh, Đà Minh Tam Hiệp. À, đây là chỗ này là chúng ta chạy qua cái khu Cắm Long Châu hồi xưa đây nè. Bây giờ nó gọi là cái đường Lý Văn Sâm. Đây là xây một cái khu dân cư mới ở đây. Đấy, cũng đưa vào hoạt động lâu rồi. Cũng được cả năm trời rồi, từ lúc mà dịch bùng phát đến giờ. Thì cũng có nhà, có người ở rồi, có nhà thì chưa. Đa số người ta mua mặt bằng để người ta mở quán cà phê, buôn bán là nhiều. Chứ còn nếu mà nói là mua để ở thì ít vậy. Khu dân cư Long Châu. Đây là nghĩa trang của giáo xứ Đa Minh vậy ha. Khu chỗ này là đang thuộc khu phố 6, phường Tam Hiệp. Chúng ta đi thẳng ra hướng đường Đồng Khởi. Luôn. À, đi thẳng cái đường này chúng ta ra đường Đồng Khởi quý vị ha. Đó. Rất là lạ, mới có mấy tuần không đi qua những con đường này nhìn nó rất là lạ, cảm giác nó lạ lạ. Đây chúng ta ra tới đường Đồng Khởi rồi quý vị. Đây bây giờ cũng sẽ đi thẳng qua bên kia luôn. Có xe không? Không có xe là chúng ta sẽ qua đường. Cái này qua đường hết sức cẩn thận. Xe chỗ này chạy nhiều lắm. Đấy. Container. Rồi, qua đường thôi quý vị ơi. Thời đã đến rồi, chúng ta qua đường thôi. Ngay cái chỗ này là chúng ta đi vào bên trong khu làng Đại học Đồng Nai. Ở trong này có trường Đại học Đồng Nai và các khu trường cấp 3, trường trung học phổ thông. Trường Đại học Đồng Nai này ngày xưa nó là trường sư phạm kỹ thuật, cao đẳng sư phạm kỹ thuật Đồng Nai. Sau này thì người ta nâng lên thành trường Đại học Đồng Nai luôn. Và từ cái hướng đường này quý vị có thể đi vào bên trong sân bay Đồng Nai. Khu sân bay Đồng Nai. À, trước mắt quý vị đó chính là sân bay Đồng Nai. Viên đi học quá trời đông. Ở trong này rất là nhiều trường quý vị. Trường cấp 1 cũng có, cấp 2 cũng có, cấp 3 cũng có, đại học cũng có luôn. Khu này đây là gọi khu này là khu làng Đại học Đồng Nai. Đấy, sinh viên ta đi học này. Cái hướng này thì chúng ta đi về hướng phường Tân Hiệp.
Cái đường này là nó chạy chung quanh cái sân vận động Đồng Nai vậy ha, sân vận động Đồng Nai. Đây, cũng sẽ đi lên đây đi. Đi lên cái đường trên này ha. Bên này là phường Tân Hiệp, khu phố 3, khu phố 5, phường Tân Hiệp. Đó, sẽ rẽ xuống cái đường bên này luôn. Đi sâu vào khu dân cư của phường Tân Hiệp. Phường Tân Hiệp cũng là một trong những cái phường rất là rộng. Dân cư ở trong này cũng là dân tứ xứ là nhiều. Tập lái. Những cái xe tập lái. Xe hơi nhỏ nhỏ mà vô những cái đường này đã chặt rồi, nói chi là những xe lớn. Một chiếc xe tải vô là hết đường luôn vậy ha. Trong này giờ này vẫn còn bán ăn sáng, cà phê, đông quý vị. Có nhiều quán người ta bán đồ ăn sáng nhưng mà là bán cả ngày luôn quý vị, chứ không phải là chỉ ăn sáng không. Từ sáng đến tối luôn. Ví dụ như bán phở là ăn phở từ sáng đến tối luôn. À, có nhu cầu đến ăn thôi. Đây, chúng ta sẽ đi qua một cái đường rầy xe lửa nha quý vị. Đi qua một cái đường rầy xe lửa. À, tôi sẽ đi xuống cái đường ở đây. Bây giờ là Phú cũng phải đi tìm chỗ để mà đổ xăng. Đó, đi xe máy. Lâu lâu lấy xe ra đi thì xe cũng hết xăng. Lại phải đi tìm chỗ đổ xăng các bạn. Nói chung là những ngày này ở Biên Hòa mà đi tìm chỗ đổ xăng là một cực hình. Xăng thì cũng có để bán nhưng mà chờ rất là lâu. Thậm chí là người ta cũng không có bán. Đi thẳng đường này là chúng ta ra đường Nguyễn Ái Quốc, ngay khu vực cầu Săn Máu. Đường xá ở đây bây giờ người ta làm đẹp quý vị, chạy xe ngon. Hồi trước đi là toàn là ổ gà ổ voi không à, đường trong xóm mà người ta không quan tâm lắm đâu. Nhưng mà sau này rồi thì dân tình người ta ở đông quá, rồi đi xe hơi xe đồ nhiều, bắt buộc là người ta phải làm những con đường ngon hơn. Đấy, tới đây thì chúng ta rẽ tay phải nhá, để đi vào cây xăng ở đây để đổ xăng nào. Xe chở cây xăng. Thôi rồi quý vị ơi, kiểu này là không được rồi. Cây xăng này là tiêu rồi. Cây xăng này nhìn là hết hồn luôn rồi. Đây, cũng cho quý vị coi này nha. Đây, tôi đứng đây cho quý vị coi cây xăng này. Biết bao giờ tới lượt mình đây. Đây rồi. Xăng này đông chưa? Đông lắm. Rất là nhiều luôn. Thậm chí là người ta kéo rào lại luôn. Người ta kéo rào lại để bán bớt lại. Bán bớt lại. Đây quý vị nhìn này. Đấy, để cái lỗ nhỏ nhỏ thôi. Kéo cái rào lại. Kéo cái rào lại để cái lỗ nhỏ nhỏ thôi. Mọi người đi từ hướng này đi vô. Đổ xăng xong rồi đi cái hướng kia đi ra.
À, cái này mà xe hơi vô là phải đổ luôn đó quý vị. Xăng dầu Ngọc Hiệp ở ngay khu vực cầu Xanh Móng quá nha. Thôi đi thôi quý vị ơi, đổ xăng không nổi đâu. Cô tính ghé vào đổ xăng nhưng mà như thế này là bảo đảm quý vị luôn là đổ không nổi đâu. Chỗ đâu mà đổ, quý vị thấy khổ không? Cho nên những cái ngày này thậm chí có nhiều người không có việc gì mà ra ngoài đường, người ta cũng hạn chế đi quý vị ơi, hạn chế ra ngoài đường lắm, chứ không thôi là lằng nhằng hết xăng, không có xăng mà đổ là chết luôn. Đi xe máy này nhiều khi hết xăng thì còn dẫn bộ để kiếm mấy chỗ xăng lẻ đổ được chứ. Xe hơi mà lỡ mà đi đâu mà hết xăng ngang đường mà vô đổ xăng, người ta không đổ xăng cho chết luôn. Thôi đến đây thì cũng xin được tạm dừng cái video này ở đây. Rất cảm ơn quý các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý nhé.